Xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục với món bánh mì, nhưng mà mình sẽ làm bánh mì. Cái tên tiếng Anh nó là artisan. Nó có nghĩa là bánh mì làm thủ công, không có xài máy móc. Và nguyên liệu thì chỉ có ba cái chính là bột, men nở và muối. Thêm vào đó là nước, bắt buộc phải có nước. Thành phần nguyên liệu của mình như đã nói thì mình xài cái loại bột mì ngang, tức là cái bột mì đa dụng, là 500g, 400g nước, rất là nhiều nước, tức là 80% nước á, một muỗng cà phê arti dry yeast thì khoảng từ 3 tới 4g tùy theo các bạn, cái cân của bạn nhảy như thế nào, và một teaspoon muối cũng là từ 6 tới 8 gram tùy theo cái cách bạn cân. Thì phụ vô thì mình có thể mình xài dầu, xài bơ, xài hạt mè để mà mình rắc lên trên mặt để mình trang trí nó, với lại cho nó đẹp cái bánh mình thêm. Mình sẽ xài cái hộp bằng nhựa đó, với lại cái vá dẹp. Bây giờ đổ vô yeast là một muỗng, một teaspoon, rồi mình hòa chung với nước, với bột và muối. Mình bỏ chung, bữa nay là mình làm đơn giản, tất cả bỏ chung bốn nguyên liệu chính đó mình bỏ hết vô. Nước này á thì mình, tại vì mình để qua đêm thành ra mình không cần nước ấm, mình chỉ xài nước nhiệt độ phòng được rồi. Dít thì mình bỏ vô cho nó thấm nước vậy, nó bù, nó dính tùm lum thôi, kệ nó cũng được. Còn nếu rảnh á, thì các bạn chà cho nó tan ra từng miếng, còn không thôi để đó, lát mình trộn chung với bột nó cũng ra hết rồi. Bây giờ mình cân thử cho các bạn thấy, mình cân tất cả là 500g bột rồi đó, nhưng mà bây giờ thì mình cân để các bạn thấy rồi. Cứ mỗi lần mình cân 500g bột á thì cứ 3 cấp, có nhiều khi 2 muỗng canh, 3 cấp, 4 muỗng canh, 3 cấp tùm lum, mà thành ra nó không có bao giờ chính xác ấy. Đó là lý do tại sao mình hay là xài trong cái công thức nấu ăn của mình là mình xài cân, chứ còn cái đông này nó không có chính xác đâu. Đó, bây giờ nó còn nhiều chưa? Nó cũng như là 3 cấp rưỡi luôn á. Nó thành ra chỉ các bạn chỉ biết là 500g bột. Rồi mình bỏ muối vô luôn. Lần trước mình làm mình để muối riêng, bây giờ bỏ chung vô cũng được. Tại vì cái này mình lây men nó chậm á, từ từ nó cũng. Rồi thì các bạn có thể sau khi mình trộn hết mấy cái mọi thứ bỏ chung vô một cái rồi á, thì các bạn có thể lấy cái vá gỗ hay cái gì bạn khuấy cho nó, miễn sao mà không có còn cái chỗ nào khô, nó quyện với nhau, cái bốn cái nguyên liệu đó nó quyện với nhau là được. Còn mình có cái vá này mình cứ vặt tới vặt lui, mình lật qua lật lại nó chập, nó cũng mịn ra. Còn nếu các bạn nào mà không sợ mà dính tay rồi thì mình thò tay vô mình trộn nó đó, mình trộn chập là nó mịn ra hết như vậy đó. Bạn thấy rất là đơn giản luôn. Vậy là xong đó. Rồi mình rồi, bây giờ thì bạn có thể, bạn thấy cái công thức này mình không có xài đường, để ý không, mình không có cần đường gì hết. Rồi mình sẽ cho nó chút dầu lên cho nó láng láng cái mặt, chứ thực ra mình cũng không cần cái dầu này. Cái này là ưng bỏ thêm vô thôi chứ không cần. Mà khi mà có dầu vô trong công thức á thì cái bánh mình nó sẽ nó mềm hơn, nó mềm cái vỏ, rồi cái vụt ở cái ruột nó dẻo hơn nữa. Sau một đêm mình ngủ dậy cũng trễ thành ra nó, nhưng mà cái đợt trước á mình làm ấy, thì cái nó lên gấp 4 lần, còn lần này ấy, mình làm sau đêm ấy, mình thấy cỡ khoảng gấp 3 gấp 4 gì thì cũng được thôi. Mình dở lại cho bạn coi, cái kia là cái hình mình chụp đó, gấp 3 lần thôi, ở dưới nó 1, 2, 3. Rồi bây giờ mình cho cái mình bỏ bột áo. Có nhiều bạn hỏi bột áo là gì, áo lỗng bọc ở ngoài
mình bỏ cái bột đó ra, mình dùng cái vá mình kéo nó ra. Chứ cái này mà mình thò tay vô lẫn dính tay mình tùm lum hết đó. Bột này là mình xài là 500 gram bột, rồi mình xài 400 gram nước, thành ra tính ra là tỷ lệ nó 80% nước, là so nước nhiều với những công thức khác. Mà bánh mà làm nhiều, càng nhiều nước là càng khó mà định hình nó. Nó dễ bị chảy ra ngoài. Ví dụ như là mình làm cái hình tròn hả, là nó không đứng cao lên mà nó cứ chảy ra ngoài hoài à. Bây giờ thì mình chia làm đôi, cái bột đó mình chia làm đôi ra. Mình xài cái cũng có vá dẹp đó, mình tấp tấp nó vô. Nó phụ với cái tay mình làm nữa. Miễn sao mình túm nó vô hết giờ. Đừng có đụng cái tay vô trong. Nếu mà cái tay mình đụng vô trong bột ướt á, là làm cái bột cũng nó dính tay vào, cái bột của mình nó mất đi cái sớ sớ bột á. Mà mình để ý mỗi lần mà mình làm, mình chọt cái tay mình vô sâu quá đó, thì cái bột nó cái bánh nó bị xẹp luôn đó. Cứ nhẹ nhẹ ở ngoài mình cứ giữ cái phần nào cũng khô khô, mình cứ chà chà tiếp cái mình phủ cái tay mình bột á, mình chà nhẹ 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 nó vô, đừng có đâm sâu vô ở trong cái bột á. Cứ nhẹ nhẹ nhàng mình làm hoài thôi, mình túm lại cho nó ra được cái trái banh. Mình làm ra hai cái trái như vậy á. Mình cắt sẵn hai tờ giấy để lát mình lót. Cái này mình không có nướng khuôn mà mình bỏ lên cái khay á, rồi mình lót giấy. Cục kia thì cũng làm y chang như cục này. Rồi bây giờ thì mình có hai cục, thì mình sẽ đậy, mình lấy cái khăn mình đậy nó lại, mình để nó khoảng 30 phút. Thực ra làm bánh này có nhiều khi người ta chỉ cần để nổi, để bột nổi lần một một đêm, mà lần sau người ta chỉ để nổi lại một lần, một tiếng 2 tiếng đồng hồ nữa. Nhưng mà cái này mình thành ra hai, mình chia ra làm hai lần. Lần thứ nhất mình để 30 phút xong, lần thứ nhì này mình sẽ chuyển nó qua bên bên cái khay để nướng á. Thì cái lần thứ nhì này mình sẽ ủ nó thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Như vậy là mình tổng cộng là mình 3 lần ủ, lần ủ qua đêm hả, là lần thứ nhất. Lần ủ thứ nhì là mình viên lại, mình làm cái preset, mình làm sơ nó cái hình trái banh đó. Rồi bây giờ là mình mới làm ra cái cục tròn để mình đem nướng. Mình đếm tất cả này á, đúng ra là chỉ cần 10 10 cái mà mình lật nó vô, bẻ nó vô như vậy á, 10 cái thôi. Mà cái này mình đếm tất cả là mình làm 35 cái á. Bạn biết vì sao không? Tại vì mình làm á, nó cứ chảy ra hoài à. Nó cứ chảy ra nó ra, mình để cái nó không có chịu vung tròn lên á. Nó cứ chảy xệ ra, mình không biết lý do gì cái này á. Tại có thể mình chọt tay vô sâu quá là sao á. Thành ra mình làm cho tới khi nào mà nó chịu đứng lên á, nó chịu ra cái trái banh, nó không có chảy nữa, là mình đếm tất cả 35 lần luôn á. Còn cái thứ nhì thì 11 lần. Trung bình các bạn chỉ làm khéo khéo á, thì cỡ 10 lần là vừa. Rồi mình để tờ giấy lên ở trên đó, mình mới ập dính tay tùm lum, để lên đó đi tìm cái vá hồi nãy mình để mình rửa cắt rồi. Bây giờ lấy cái khác, mình làm đâu mình dọn đó à. Mình làm cái mình rửa mình cắt cái sau nhớ sạch của còn xài nữa đó. Cái này mình cứ gỡ từ từ mình thoa, đừng có bây giờ mà để cho nó ướt á. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 vẫn còn sập sệ cho nó thêm cái nữa đó. Còn cái hồi nãy mình làm tới 35 cái luôn á. Đó, xong thoa sơ sơ nữa chút,
cái nào mà nổi bong bóng các bạn bóp nó đi, lấy cái cây chích cho nó, lấy cây chích nó, lấy cây nhọn á, lật nó qua đó. Mình làm sao mà khéo cái bánh nó mình không chảy nha, chứ mình làm tròn tròn mà nó chảy ra như là cái bánh bèo á là thôi tiêu rồi. Rồi sau 1 tiếng bạn thấy cái mà mình cũng quen, mình làm dấu chập cái mình cũng quen, cái mình lật 35 lần là nó vung cao hay là nó chạy dẹp, là cái nào cái 10 lần mà lật á thì mình không, mình ghi rồi cái tự nhiên chập cái mình lật tới lật lui mình quay mất. Rồi cái này thì mình sẽ để cho nó nở là 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà khoảng giữa cái đó là khoảng khi mình ở cỡ 30 phút á thì mình bắt đầu mình thoa bơ lên để mình rắc cái mè lên cho nó dính. Nhưng mà mình làm cách này mình thấy á, khi nướng xong á là mè mình đụng vô là mè nó rớt ra. Thành ra mình nghĩ nếu mà các bạn làm á mà các bạn muốn mè mà nó dính vô ở phía trong cái bột luôn, giống như mình làm bánh cam á, thì sau khi mình định hình tròn xong á mình cho mè lên ngay lúc đó đi. Bạn có thể, để mình nói cái chỗ này nè, khi mà mình quét bơ như vậy á, mình nướng á, cái vỏ nó sẽ mềm, mình ăn mình ăn mình nướng lại thì nó sẽ giòn thôi đó. Cái này cái nào mà nó nổi bong bóng lên là mình phải phải đâm lủng nó, chứ còn không á thì nó giống như bị lát bị rạ đó, nó lên từng miếng đậm đậm nhìn xấu có bánh lắm. Rồi nếu mà bạn có thể bạn thoa dầu hả, hoặc là bạn có thể thoa nước lạnh, nếu mà mình thoa nước lạnh để mình rắc mè lại nhé thì cái bánh mình sẽ giòn cái vỏ hơn. Đúng là cái artisan của cái bánh thủ công này, tức là nó không có xài dầu, không xài bơ, không gì hết, chỉ là 4 cái nguyên liệu chính yếu thôi. Mình để cái cũng cái tầng cái ấy là đứng bậc thứ hai á, có 5 bậc thì mình để từ bậc thứ hai từ dưới lên trên. Rồi mình để dưới là mình đổ nước, mình đổ vô 2 cốc nước, mỗi bên là 1 cốc. Bữa nay mình chùi cái tray dưới sạch sẽ rồi, bữa hôm đó mình để, tại mình nướng mấy ngày liên tục mình không có chùi, là nó đóng cái nước á, cái khoáng chất ở trong nước nó đóng vô nó với lại cái đồ, đồ kim loại. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu preheat là tiếng Việt là gì hả? Là đại khái preheat nó là 450 độ mình để đó. Khi mình dồn cái lò mình thấy là 400 độ thì bên này mình bắt đầu mình nhúng nước, cái lưỡi dao mình khứa, cũng khứa xiên xiên để cho nó vẫy cái tay lên á, mà mình có không định ở trên đầu mình khứa hình chữ thập hay là mình khứa 3 cái đường song song, hay là một được cái này mình song song nhưng mà mình nghĩ xong cái này mình khứa đường cánh cung đó. Bạn muốn làm gì tùy theo cái nghệ thuật của bạn, bạn muốn làm mà cái bánh này làm ra thì cũng giống như bánh mì thường của mình đó, nhưng mà mình có thể mình ăn những cái mình cắt mỏng ra mình ăn với những cái mình thích đó. Có nhiều khi mình cắt cái này mình ăn với bò kho cũng được, hay là bạn ăn với kiểu kiểu Mỹ thì người ta ăn với dầu ô liu, hay là với tí tiêu tí muối, đại khái muốn ăn cái gì cũng được. Cái này mình nói thêm vô cái phần trong khi chờ đợi mình cắt cái đó, khứa xong rồi mình xịt nước vô liền, xịt trên mặt nó với lại vô mấy cái đường ấy, bạn thấy không, vừa khứa xong á là nó bung ra đó, nó bung nó nở ra là mình khứa đúng á. Chứ nếu mà mình khứa xong rồi mà nó vẫn khít như vậy á, là nó không có nở ra, rồi mình nướng cũng lì cái mặt luôn. Mà mình sợ bây giờ tại mình vừa khứa ra mình thấy cái bánh nó chặt bẹt xuống á, mình run lắm á. Nhưng mà 7 phút đầu tiên nướng là mình dồn vô ngồi mình canh cái lò hầu hợp lắm. Bây giờ bạn thấy là bây giờ mình bỏ vô lò rồi mình xịt nước liền, xịt tránh cái lửa, quên tránh cái đèn nha. Mình xịt mình đếm 1 2 3 4 5 xong. Rồi, bây giờ mình xếp 7 phút. Rồi 3 4 5 6 7, đó lại đó. Xong 7 phút này rồi mình cũng xịt vô 1, 2, 3, 4, 5, xịt để cho dễ nhớ thôi. Chứ mình nói các bạn hỏi xịt bao lâu rồi mình không nói, mình xịt mình đấy 1, 2, 3, 4, 5 rồi mình xong ra.
mình quay mình xét lại cái lò, chứ đúng ra mình chỉ xét lại cái thăm cái thời gian thôi, là mình sẽ nướng 23 phút nữa, tổng cộng mình nướng là 30 phút cho cái bánh này, tại vì bánh này nó cũng cũng mập á, nó lâu chín mình sợ sống ở trong mình nướng, mà đúng y 30 phút là nó chín luôn á. Mình phần mình dòm ở ngoài, mà phần mình dòm ở trong, rồi phần nữa là mình dòm cái nó lên cao, bạn thấy không? Nó lên cao cao rồi, nó mừng rồi đó. Chứ mà bạn nướng ra mà giống như cái bánh pizza hay là như cái bánh bánh xèo là tiêu đó, bạn thấy không, nó nổi lên, nó phồng lên đó. Mình ngồi mình dòm hoài nó không có đi đâu hết, 30 phút mình ngồi canh nó, mình dòm nó thấy cái hình mình ngồi trong cái lò kìa, nó ló ló ra đó, nó ngồi đó mà dòm rồi xong, 30 phút xong á, đem cái bánh ra hấp dẫn không. Mình làm tự mình khen thôi, mình làm cái gì ra mà cái này là niềm vui á, làm ra thành công là mình thích lắm rồi. Còn nữa, mình ra mình làm mình chỉ, mình không phải chỉ, xin lỗi không dám nói chỉ, mình làm mình để lên trên YouTube á, người nào mà làm được phải nói mình mừng lắm, tại vì mình cảm thấy là mình làm được mà mình chỉ người ta, mà người ta làm không được là mình chỉ dở, mình không có khả năng mà truyền đạt. Mà thực sự mình không có khả năng sư phạm, ngày mình dạy con mình dạy bạn bè mình nó, mình dạy hồi xưa mình dạy toán dạy đồ ai cũng chạy làng à, mình giảng không ai hiểu hết, chứ mình nạt nộ không à. Rồi bây giờ thì mình chuyển nó, mình rút cái giấy ra rồi mình sẽ chuyển qua cái vỉ này để cho nó nguội, nó khỏi bị động hơi nước ở dưới đó, dòng kỹ nó. Đây mình trát cái dầu lên, cái bơ lên để mình nướng á, cái vỏ nó bóng. Bây giờ mình cắt ra cho các bạn coi, mình xài dao dở lắm, mình cắt cái gì mình cũng khứa để qua để lại như vậy. Nồi cắt cái bánh, khứa cái bánh mà mình khứa tới khứa lui không biết bao nhiêu lần, mình sợ dao lắm, mình không dám nha. Mình nghĩ tới chữ dao là mình đã sợ rồi, cái nổi da gà rồi, không biết nó cái sao cho cái hình dáng cái dao là mình sợ lắm đó, bạn thấy không, nó xốp nó trong hả. Bây giờ cái bánh đó giờ mình bóp cái tay cái là nó xẹp xuống luôn á, nó mềm mại lắm, cái vỏ nó giòn mỏng rồi nó. Cái này mình nướng lại là nó cũng là mình ăn, mình trát bơ mình ăn cũng ngon nữa, chi ăn đó. Cái vỏ của nó giống như là nổ chân chim, bạn thấy không, nó nứt 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 nó tự nó, chẳng có hóa chất, chẳng có thêm cái phụ gia hay là chẳng có thêm cái bất cứ cái gì. Mình mua một một cái chai vitamin để mình uống mười mấy đồng bạc ở Costco, mình cũng tính bỏ vô, có lần mình bỏ vô thử mình chịu không nổi cái mùi bánh mì có vitamin C ở trong đó, cái mùi kỳ lắm, không thích, chỉ thích cái mùi nó đi của nó, tức là cái mùi đậu rang của nó thôi. Thôi mình chia sẻ với các bạn cái công thức của mình làm bánh artisan, mình dịch đại là bánh mì thủ công, mình không biết có đúng không nữa. Của mình tới đây là xong, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Chúc các bạn sức khỏe trong cái mùa đại dịch này, bye bye.